Em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em đến khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Gấm thuộc thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để quay cây nhãn cổ. Kính mời các bác chúng ta cùng đi vào bên trong để cùng chiêm ngưỡng cây nhãn cổ thụ lâu năm. Đây là cổng này. Và đây là trước cửa của ngôi đền. À, xin chào quý vị nhá. Và bây giờ tôi và YouTuber Lê Đức Toản đang có mặt tại sân vườn của đền Gắm, một ngôi đền vô cùng linh thiêng của Hải Phòng nói chung và của dân Tiên Lãng nói riêng nhá. Thì đây là ngôi đền được thờ vị thánh Ngô Lý Tín, một cái danh tướng kiệt xuất đời nhà Lý nhá, mà tương ứng thái cái chức ông giữ là chức thái phó, tương ứng với bây giờ là thủ tướng ấy nhá, thủ tướng bây giờ đấy. Và đây là một người con của quê hương Tiên Lãng, đã có công rất lớn cho cái vùng đất Tiên Lãng nói chung và nhân dân xã Toàn Thắng nói riêng. Thì sau khi ông mất thì quê hương đã nhớ công đức của ông, đã lập đền thờ tại ngay mảnh đất ông từng sinh sống. Cái ngôi đền này thì nằm ven ấy, bờ sông Văn Úc nhá, nằm trong luôn trong cái hành trình tâm linh từ chùa Thắng Phúc cho đến đền Gắm nhá, sau đó đến đền Bì, sau đó đến đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm nhá. Thì đây chúng tôi cũng không đi quá sâu vào vấn đề văn hóa tâm linh, mà hôm nay tôi xin phép tất cả mọi người được đến với hành trình của anh em chúng tôi đi tìm và quảng bá những cây di sản của mảnh đất Tiên Lãng thân yêu của chúng tôi. Và trước mặt quý vị đây là cái bảng công nhận cây di sản Việt Nam, không phải cây di sản của Hải Phòng, cây di sản của Việt Nam luôn nhá. Đó, tại di tích cấp quốc gia Đền Gắm. Đây, đây là bức ảnh khổ lớn này. Xung quanh đây là vườn nhãn nhé. Đây, xin chúng tôi đang có mặt ở vườn nhãn cổ thụ, nằm ngay sau hậu cung của Đền Gắm nhé. Đây, trong đó thì có một cái cây nhãn, gọi nhãn tổ đấy. Đúng không? Nhãn tổ khu vườn đấy. Đó, anh Toản anh đang ngồi ngắm siêu phẩm. Phải nói siêu phẩm của thiên nhiên nhé. Một siêu phẩm của trời đất ban tặng nhé. Và trước mắt quý vị đây là tổng thể của cây nhãn. Đấy. Anh Lê Đức Toản này là cũng vận động viên thể hình đấy, đúng không? Cũng cao to đẹp trai đấy, nhưng mà đứng dưới cụ cây thì bé tí luôn, đúng không? Đấy, bây giờ đấy. Mày là cùng ông anh đến xem cái di sản ở Đền Gắm, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Cây rất là già lâu đời, u biếu khắp thân. Cây này được trời đất thánh thần tạo tác hai cành một ngọn các bác nhá. Đấy, ngọn này, cành thứ nhất này, cành thứ hai này. Đấy. Bóng đẹp. Đấy, bóng đẹp. Sau khi anh em tôi đã xin phép Đức Thánh Ngô Lý Tín, anh em tôi cũng đã đến đưa cái hình ảnh về cây nhãn cổ thụ. Đấy là cái cây nhìn từ xa, sau đây tôi sẽ đưa quý vị cùng với anh Toản sẽ cho quý vị xem cái độ cổ thụ của cây nhá. Toàn cây là nu biếu nhá, u tật luôn đấy. Chỉ có thời gian, phong ba bão táp, nắng gió, đúng không, tạo nên một cái cây nhãn rất là quý. Toàn u mới biếu nhỉ, đấy. Quá lâu năm. À. Đấy, cây nhãn. Đấy, với anh em yêu cây cảnh thì thực sự đây là những cái tư liệu vô cùng quý để chúng ta tạo tác. Đó, lối cây bonsai thiên nhiên thu nhỏ. Đấy, đấy. Đấy, cây rất là tự do tự tại. Cây tôi vẫn nói nhiều với quý vị rồi, muốn làm cây thì phải cây có gốc có thân, so đến cành lá thì đừng làm lung tung là giữa thân và gốc nó
không có cái khoảng cách, đúng không? Làm thế nó phi lý lắm, cứ cục thì tôi từ lâu tôi không ưng rồi. Và những cây quý bao giờ cây có gốc, có thân, có tay, có chi, tán, lá, đúng không? Thì đấy nó hội tụ các cây, các tiêu chí để trở thành một cây, đúng không? Chứ không cứ cục không biết bao giờ thành cây. Đây là vườn cây nhãn, một vườn nhãn đấy. Những cây đẹp quá, đẹp à, cây đấy nắc đường này, cây tạo tác hai cành một ngọn thôi nhưng quá đẹp, sau đó lên các chi nhỏ chi trên đấy. Cái di sản anh Toàn đang phê nhé, anh Toàn đang phê, tôi cũng đang phê đấy đó. Đi trời nắng này thưa quý vị, đứng dưới gốc nhãn cảm thấy mát lắm. Cảm ơn trời đất, cảm ơn thánh thần tạo tác nên mỗi cây, đúng là nói như cái từ cây di sản luôn, đúng không? Đấy các bác xem nha, đấy bác xem thấy không, đấy cảnh quang quật đấy nhá. Làm cây tôi vẫn nói lại, khi làm cây tạo tác cây cảnh nghệ thuật thì những cái cây chi nhỏ ta nên để này, không cắt đi. Một cái cây có vài cái chi bé này, tưởng như là nó không ăn nhập cái cây, nhưng cây này gọi là tạo độ tự nhiên và gọi là cái mụn ruồi duyên ấy các bạn. Cây đường kính khoảng 1 này, 2 này, 3 này, 4, khoảng hơn 1 mét quá. Đường kính nhá, đường kính thân là hơn 1 mét, chỗ chạy xị ra thì nhiều hơn. Đấy, chú Toàn phát biểu gì trước cụ nhãn nhỉ? Nói chung là để nói thì cụ này là rất là lâu năm, từ cái độ là thần cùi u biếu của cụ thể hiện cái trong một thời gian, gọi là phải có thời gian thì mới gọi là tạo tác lên được những cái thân hình gọi là u biếu mới xoắn xoạn như này. Chứ còn nói chung là như anh em mình làm cây trong thời gian ngắn thì không bao giờ có cụ nhãn. Thế có vết đục nào không em? Không có đục. Vâng, nét đục của trời đất đấy ạ. Tôi nói vui thôi. Bây giờ nhiều người làm cây thì quá lạm dụng được đục ấy mà. Cứ cục ấy. Tôi rất là phản cảm. Thì tôi anh em tôi muốn đưa những cây đẹp, những cây cổ thụ thực sự này nên cho mọi người biết. Ngoài là quảng bá cái hình ảnh đẹp của quê hương ra, đúng không? Ngoài tri ân công đức của các ngài các vị ra thì anh em chúng tôi cũng muốn đưa đến người yêu cây cảnh, những người đang tạo tác cây cảnh biết thế nào là một cây cổ thụ, đúng không? Thế nào là một cây cổ thụ. Thôi bây giờ thời gian cũng muộn, có lẽ thời gian tôi cũng xin phép quý vị là dừng video tại đây. Và các quý vị ai yêu mến kênh của Toàn là gì ấy nhỉ? Mình là kênh cây cảnh bonsai. Cây cảnh bonsai. Tên kênh nhá. Tên kênh. Vâng, có khi sau đây anh sẽ dán cả Lê Đức Toàn vào nhá. Và đây chúng ta làm đây hành trình rất là nghiêm túc chứ không vui chơi nữa. Chào mọi người nhá. Thì anh em ủng hộ kênh của cây cảnh bonsai Lê Đức Toàn nhá. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhá. Anh em tôi xin chúc mọi người có một cái cuộc sống rất là bình yên, an lành, mạnh khỏe và thật ý nghĩa nhé. Sau đây anh em tôi cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Chú chủ kênh chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Thank you.